Rồi cũng đồng hàng. Cứ ra cứ về. Ít cũng không ít thôi, cũng đông thôi. Đây hồ lô lúc nóng ghê rồi. Rồi con không đi qua bên kia hả? Đây cũng thật bà ở đây yêu chồng không. Nè cấp treo cũ nè. Giờ bỏ cấp treo cũ luôn. Hôm nay đi sao tên? Tên hôm nay đi chơi sao? Thấy sao? Nhà ăn chùa bà. Thôi. Tin phải dính vô cây. Tin phải dính vô cây kìa. Thằng ghê chứ. Thằng ghê chứ. Con đi mà mẹ đi không kịp á. Em đi chay sẽ còn. Đi mạnh mẹ đi không lại. Cái nào đúng. Cái nào mà chạy không nổi nữa luôn. Đi đâu lên. Bà ngoại đâu? Anh Tâm nhớ coi bà ngoại đó. Thằng Bình cũng sung dữ. Nào nào chúng ta cùng ve khi chúng ta lên tới đỉnh nào. Yeah tin. Yeah. Ôi, đây xe không mới nữa. Kìa, kìa có cái đá kìa. Rồi, toa. Ngồi giúp chùa bà mình nhìn lên thấy. Ôi, lên đỉnh rồi. Đỉnh mây bay luôn. Giờ ở đây dữ gì chứ. Làm cái đường đi xuống nữa. Cái này ra dạng đường đi văn nghệ nè. Đi cho nó khỏe. Đó. Đi xuống dưới luôn. Xuống cáp cũng đi nghề luôn.
một là đi dốc thẳng đứng à. Đó, thằng đứng mình đó, hai là đi dốc bên này. Giang nghỉ ngơi thì cùng nhớ đi bộ. Kệ kệ, có cái chuông rồi, tên ủa có khỉ nữa hả? Có khỉ nữa. Ủa. Kìa, chuông à. Chuông. Rồi. Tới chùa bà kìa. Rồi. Xin cái gì á hả? Núi Bà có ba đường đi luôn, đường đi hồi xưa, đường này đâm âm xuống này, âm xuống này, đây. Cái này, đó, núi Điện Bà, đó. Xuống cái lối đi ngoài, hai là cái đường, sớm mình quay là cái đường, này. Đường này, đây. Rồi đường thứ ba là đường lúc bự lên, ở ngoài, ok. À, giờ làm quán nước rồi uống rồi. Ok. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và CTN Đen. Bye bye nha.